quý vị và các bạn, ông cha ta thì thường có câu an cư lập nghiệp để khẳng định vai trò của việc ổn định chỗ ở trước khi bắt đầu sự nghiệp của mỗi người. Và vào dịp đầu xuân năm mới thì rất nhiều gia chủ lựa chọn thời điểm này để xây dựng ngôi nhà của mình. Vậy các bước chuẩn bị trước khi xây nhà là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhé. Anh Xuân này, trong nhiều số trước thì chúng ta đã đề cập đến rất nhiều kiểu kiến trúc của ngôi nhà, hay là về phong thủy của một ngôi nhà, hoặc là những cái không gian của trong ngôi nhà ấy. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay thì rất nhiều khán giả cũng muốn tìm hiểu về vấn đề trước khi xây dựng ngôi nhà thì họ cần chuẩn bị những gì. Anh có thể chia sẻ cho khán giả được không ạ? Việc làm nhà là cái việc quan trọng trong đời của mỗi con người, nhất là người đàn ông. Trong đời người thì sẽ có một thời điểm nào đó người đàn ông cần phải đứng lên để làm một ngôi nhà để bảo vệ cái tổ ấm cho mình. Thì trước khi xây nhà thì chúng ta cần phải chuẩn bị 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta cần phải xác định được cái vị trí thi công. Bước thứ hai là chúng ta phải dự trù được tài chính. Và bước thứ ba là chúng ta phải được lập được kế hoạch thi công. Theo anh chia sẻ thì có 3 bước, và bước đầu tiên là xác định vị trí xây nhà. Nói về bước này thì anh có thể phân tích kỹ hơn để cho khán giả hiểu hơn về bước này được không ạ? Đương nhiên rồi, để mà làm được nhà thì chúng ta cần phải có mặt bằng để xây dựng. Vì vậy mà cái việc mà xác định được cái vị trí thi công thì phải nói là cực kỳ là quan trọng. Đây là cái yếu tố để quyết định cái cuộc sống của chúng ta, bởi vì cái vị trí xây dựng nó liên quan đến ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến vấn đề về giao thông, vấn đề về nhu cầu của gia đình của chúng ta. Và nếu nói về xét về vấn đề về phong thủy thì cái vị trí xây dựng này nó sẽ ảnh hưởng đến gia chủ và toàn bộ gia đình của chúng ta, nó sẽ tác động vào toàn bộ về vận mệnh của gia đình, cũng như là về tài lộc, rồi về khí đất vân vân, sẽ tác động trực tiếp đến gia đình của chúng ta. Vì vậy cái việc xác định cái vị trí xây dựng này nó là cái lòng cốt để chúng ta đặt cái dấu móng, chúng ta ở đâu cho nó hợp lý. Còn với nhà, với người mà có nhiều sự lựa chọn đấy, chúng ta phải đưa lên cái bàn cân để suy tính sao cho cái vị trí xây dựng đó nó đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu của cuộc sống gia đình, cũng như là của phong thủy, của đại cục cũng như của tiểu cục, làm sao để cho về sau cuộc sống của chúng ta thật là viên mãn và là hoàn hảo, hoàn chỉnh. Thưa anh, theo em được biết thì đối với mỗi gia chủ, trong cái việc mà xây nhà của họ thì cái việc mà họ lo lắng nhất, quan tâm nhất đó chính là cái việc mà chuẩn bị tài chính. Có nhiều người thì họ khi mà chưa bắt đầu xây nhà đâu thì họ nghĩ rằng là cái mình chuẩn bị bằng này, bằng kia thì có thể đủ rồi. Thế nhưng mà khi đi vào thi công hoặc là hoàn thiện thì họ sẽ bị ảnh hưởng tới kế hoạch đấy. Có người thì lại dôi lên rất là nhiều. Thì có phải bước này là bước quan trọng nhất không? Và anh có thể phân tích rõ hơn để cho mọi người có những một cái kế hoạch tài chính hoàn hảo trước khi xây nhà. Chắc chắn rồi, khâu chuẩn bị tài chính trong 3 bước là khâu quan trọng nhất. Mình đã được gặp những trường hợp trong quá trình xây dựng thì căn nhà lại phải dừng lại. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu vốn. Cái điều đó rất hay gặp ở ngoài thực tế. Nếu với những nhà mà họ xác định họ xây dựng một căn nhà cho mình nhưng họ cũng không có cái sự nghiên cứu hay tìm hiểu gì thì cái việc mà chênh vốn hoặc là thiếu vốn thì đó là chuyện rất chi là bình thường. Vậy thì với những cái trường hợp mà chúng ta không có cái sự tư vấn của bên ngoài thì sao? Thì chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái phương pháp cơ bản có thể là áp dụng. Ví dụ như với cái nhu cầu mình cứ định hướng qua, mình sẽ định hướng qua cái nhu cầu của mình là sẽ xây một căn nhà như vậy, thì mình có thể tham khảo những cái công trình kế cận, cũng đại loại cũng theo cái định hướng ban đầu của mình, để có thể tham khảo cái nhà đó sau khi hoàn thiện xem cái khoản chi phí dự trù cho căn nhà đó là khoảng bao nhiêu. Hoặc đơn giản nhất thì hãy alo đến một đơn vị tư vấn thiết kế, họ sẽ có đủ chuyên môn để có thể họ sẽ tư vấn cho chủ nhà là xây một căn nhà như vậy, với cái nhu cầu như vậy, ở trên cái mảnh đất như vậy, ở cái địa phương đó, thì với cái mặt bằng về cái đơn giá thì cái nhà mình sẽ hoàn thiện khoảng bao nhiêu. Thì đó là những cái kênh
những cái luồng thông tin để cho chủ nhà có thể là sương phát những cái yêu cầu về chuẩn bị tài chính cho mình để bắt đầu triển khai cái công trình cho nó hiệu quả và làm sao cái tâm lý nó thoải mái nhất về vấn đề không phải lo toan, không phải là quá bị gượng ép khi mà bắt đầu vào giai đoạn thi công và không phải dừng thi công khi mà lo mà thiếu vốn hoặc là hụt vốn. Đó cái vấn đề quan ngại nhất là chúng ta phải cực kỳ là cẩn thận và lưu tâm trước khi mà làm nhà. Có thể nói là sau khi xác định vị trí xây nhà và có một cái kế hoạch tài chính đã được chuẩn bị thì cái bước thứ ba cũng là cái bước cuối cùng, đó là lập kế hoạch thi công. Vậy khi nói đến cái bước này thì chắc hẳn có nhiều cái công đoạn cụ thể và rất là chi tiết, đúng không anh? Anh có thể phân tích rõ hơn được không ạ? Đúng rồi, sau khi mà chúng ta xác định được cái vị trí thi công và chúng ta và dự trù được cái khoản kinh tế cho những cái căn nhà nhỏ mà mình định hướng thì sang cái bước là lập kế hoạch thi công là cái bước mà chúng ta bắt đầu hiện thực hóa công trình. Là cái bước này mà sẽ tạo ra rất nhiều cảm xúc cho chủ nhà. Vậy thì cái bước này chúng ta cần phải làm gì? Vậy thì đầu tiên để mà hiện thực hóa của ý tưởng của mình thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần phải lên được phác đồ xem cái nhà mình nó sẽ hình thù nó như thế nào từ bên ngoài cũng như bên trong, rồi là phân bố các khu vực chức năng như thế nào để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Vậy thì chúng ta cần cái gì? Nếu mà chúng ta đang mơ hồ đó thì vai trò lúc này là vai trò của những đơn vị thiết kế. Thì những đơn vị thiết kế này sẽ đảm nhiệm cái vai trò vẽ lên cái ý tưởng, vẽ lên cái nhu cầu của chúng ta, vẽ lên cái dự kiến của chúng ta. Tất cả mọi thứ sẽ hiện thực thành hệ thống về bản vẽ. Vậy thì chủ nhà sẽ hình dung ra ngôi nhà của mình từ bên ngoài cho đến bên trong, các phân khuôn khu phòng sử dụng, những phân khu chức năng, sao cho nó đảm bảo cái nhu cầu của mỗi nhà đó, và nó đảm bảo cái vấn đề về cái dự trù kinh tế đấy, cũng như là đảm bảo về cái yếu tố về phong thủy. Và đầu tiên trong cái lập kế hoạch thi công đó là cần một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp có tâm để đảm bảo cái vấn đề vẽ lên cái ý tưởng của chủ nhà. Sau khi chúng ta vẽ lên được cái ý tưởng của mình và hài lòng với ý tưởng đó, vậy thì chúng ta sẽ phải xin giấy phép xây dựng nếu trong trường hợp khu vực chúng ta thi công ở cái vị trí thi công đó yêu cầu cấp phép xây dựng. Thì cái nhiệm vụ này là dành cho bên công ty thiết kế sẽ hỗ trợ cho chủ nhà làm đảm nhiệm cái vấn đề xin hồ sơ cấp phép xây dựng đó. Tiếp theo, khi mà chúng ta có kết quả của cấp phép xây dựng, nếu có, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái khâu thứ ba, đó là chúng ta sẽ tìm đơn vị thi công có chất lượng đảm bảo để thực hiện cái ý đồ của chủ nhà cũng như là hồ sơ thiết kế, cái phương án chúng ta đã vẽ ra để cho tiền triển khai vào thực tế. Đó là chúng ta phải tìm đơn vị thi công làm sao mà họ có đủ năng lực để làm tốt cái nhiệm vụ xây dựng lên một căn nhà hoàn hảo, không có lỗi mà vẫn đảm bảo về tiến độ, đảm bảo về an toàn, đảm bảo về chất lượng. Đó. Và đương nhiên mà sau khi chúng ta sẽ xong bước thứ ba là tìm một đơn vị thi công thì chúng ta phải tìm được cái nguồn cung cấp vật tư, vật liệu để hoàn thiện căn nhà đó, từ khâu bắt đầu triển khai dự án, triển khai căn nhà của mình, như là cung cấp về vật tư về sắt, xi, sỏi, đá, cũng như là những cái đơn vị về hoàn thiện nhà, ví dụ như là cung cấp về thiết bị, rồi là cung cấp về nát sàn, rồi về trần, hay là về tất cả những cái nội dung hoàn thiện sau này. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ của kiến trúc sư trong chương trình ngày hôm nay thì Thu Hằng tin chắc rằng quý vị sẽ có một kế hoạch hoàn hảo cho một trong những công việc quan trọng nhất đời người này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.